Vâng, xin chào quý vị. Chúng ta sẽ trở lại với sân bóng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Hoàng Mai để tiếp tục với những diễn biến của Hà Nội Serie B năm 2021. Đây sẽ là trận đấu giữa FC Rực Rỡ và BIDV Quang Trung. BIDV Quang Trung thì tất nhiên rồi, đó là một cái tên đã rất quen thuộc trong làng Phủ Hà Thành. Đội bóng nhà băng cũng đã hiện diện ở nhiều sân chơi chiếu cao của bóng đá Phủ thủ đô. Còn với FC Rực Rỡ, đây cũng là một đội thường xuyên tham gia những giải đấu phong trào được tổ chức bởi bóng đá sân 7. Và cũng đã chơi tại giải U23 Hà Nội. Trong trận đấu đầu tiên thì BIDV Quang Trung và Rực Rỡ đều có được chiến thắng. Và đây cũng sẽ là một trận đấu để cả hai đội cùng tiếp tục bứt lên. Trong hiệp 1 trận đấu này thì BIDV Quang Trung sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải của chúng ta. Còn phía đối diện sẽ là FC Rực Rỡ với bộ trang phục vàng đen. Để tiện các bạn theo dõi thì hãy cùng lướt qua đội hình của cả hai đội. Về phía BIDV Quang Trung ngày hôm nay, thủ thành là số 1 Nhật De Gea. Các thủ gồm có số 6 Mai Văn Đại, số 14 Hữu Tuấn, số 15 Duy Bảnh, số 18 Phong Sport, số 24 Tuấn Đồng Tâm và số 25 là Nhật Anh. Đây là Hữu Tuấn. Đường chuyền lỗi. Có thể là cơ hội cho FC Rực Rỡ. Tình huống dứt điểm không qua được Phong Sport. Pha ra chân đến từ Võ Tuấn Anh. Bên phía FC Rực Rỡ, đội hình gồm có thủ thành mang áo số 2 Bùi Ngọc Anh, số 5 Võ Tuấn Anh, số 11 Nguyễn Văn Khỏe, số 18 Phạm Ngọc Tuyền, số 23 Trử Đức Đại, số 66 Nguyễn Văn Quân và số 93 là đội trưởng Tạ Văn Hữu. Bóng đang trong chân của cầu thủ FC Rực Rỡ. Đường chuyền khá khó nhưng thủ môn Ngọc Anh vẫn xử lý được. Và cũng phải đá ra biên để đảm bảo an toàn mà thôi. Tôi đang bị ấy à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, rất xin lỗi quý vị vì một chút gián đoạn. Chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu. Lúc này thì cũng đang là khởi đầu tương đối chậm rãi từ cả hai bên. BIDV Quang Trung đang chủ động nhập cuộc một cách thận trọng. Còn Rực Rỡ cũng tương tự. Những pha cầm bóng của đội bóng áo vàng cũng mới đang dừng ở mức ban bên phần sân nhà mà thôi. Ngọc Anh, thủ môn của Rực Rỡ cũng có khả năng chơi chân khá tốt. Hữu Tuấn là một cầu chuyên trong đội hình của BIDV Quang Trung. Cùng với đó là còn có tiền đạo Hồ Ngọc Thắng. Nhưng hôm nay Hồ Ngọc Thắng không xuất phát. Tình huống bóng dài và không có gì khó khăn với Nhật De Gea. Tốc độ trong những phút đầu tiên vẫn đang duy trì ở chế độ có phần bolero một chút. Nhật Anh, đường truyền của Thẩm Khánh Duy. Ngày hôm nay thì tài năng trẻ Duy Bảnh cũng được xuất phát ngay từ đầu. Bên phía BIDV Quang Trung, Tuấn Đông Tâm. Rẽ vào trong nào. Nhật Anh, bóng tốt, khoảng trống trung lộ, Khánh Duy. Đường truyền hơi mạnh một chút và khiến cho Mai Đại không thể khống chế như ý. Phong Sport, Nhật Anh. Sau những phút đầu nhường sân thì BIDV Quang Trung đang dâng lên và kiểm soát lại. Khá nguy hiểm. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên đã diễn ra ở phút thứ 6. Sẽ chỉ có quả phạt góc thôi. Sau những khởi đầu có phần thăm dò thì BIDV Quang Trung dần bung lên. Một cầu thủ Rực Rỡ đã thiếu chút nữa đá phản lưới nhà. Đã có pha phạm lỗi của một cái bóng áo trắng. Rực Rỡ vẫn đang cố gắng kiểm soát một cách từ tốn. Văn Quân, bóng khá tốt. Nỗ lực ở góc biên là rất đáng kể nhưng Nhật De Gea ôm gọn. Dính thật. Phong Sport, Hữu Tuấn. Thẩm Khánh Duy. Vẫn là những đường bàn kiên nhẫn để tìm kiếm khoảng trống của cả hai bên. Lại là Hữu Tuấn sang liên tục và đã có lỗi của Quân Con.
đã có tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Một quyết định khá nghiêm khắc khi trọng tài cảnh cáo cho Quân Con. Văn Quân này, nếu tôi nhớ không nhầm thì là cầu thủ cũng thi đấu cho FC Fanta tại giải hạng nhì. Phong Sport, cú đá tốt của Phong Sport. Cú găm bóng thẳng vào cửa gôn. Và phá bóng này cũng rất dễ dẫn tới tình huống đá phạt. Nhưng chỉ có góc mà thôi. Và BIDV Quang Trung lại quay ra tổ chức lại. Phong Sport. Tình huống thả đáy. Đây là Nhật Anh. Nhật Anh cũng là một cầu thủ đã từng tập chuyên. Mười phút đầu tiên diễn ra với nhịp độ ở mức trung bình. BIDV Quang Trung có một pha bóng đáng chú ý với cú sút xa của Phong Sport, nhưng cũng mới dừng ở mức gọi là đáng chú ý thôi. Còn Rực Rỡ thì vẫn đang chơi rất thận trọng trước đối thủ, tất nhiên là được đánh giá cao hơn. Tình huống căng vào. Ở bên phần sân song song thì Tim Bé đang đối đầu với Đại Từ và tỷ số cũng đang là 0-0. Nhật Anh. Cả hai bên cũng không quá mặn mà với những tình huống dâng cao và vây bắt. Ưu tiên sự chắc chắn cái đã rồi tính tiếp. BIDV Quang Trung cũng đang có những pha di chuyển để kéo giãn đội hình đội bạn. Thẩm Khánh Duy. Duy Bảnh cũng là một tài năng trẻ của tuyến trẻ BIDV Quang Trung, đã được trao cơ hội ở một vài trận đấu và những giải đấu gần đây cũng như là mùa giải trước. Phong Sport, cú đá rất tốt. Và tiếp tục có một quả phạt góc cho BIDV Quang Trung. Những pha sút xa của Phong Sport đang là điểm nhấn đến lúc này sau
sau khoảng 13 phút đầu tiên. Thẩm Khánh Duy. Gần nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua, những diễn biến lúc này vẫn đang chưa được thổi bùng lên. Nhật Anh sẽ có tình huống đá phạt. Một pha giữ bóng khá khéo của cầu thủ cao to bên phía BIDV Quang Trung. Lỗi thuộc về số 23 Đức Đại. Hãy chờ xem. Tuấn Đông Tâm. Phía Rực Rỡ cũng ập ra rất nhanh. Bóng ra cột 2. Và thêm một quả góc nữa. Sức ép của BIDV Quang Trung đang dần tăng lên theo thời gian. Cú phá bóng tiếp tục là của hậu vệ Trừ Đức Đại. Vừa rồi có vẻ như BIDV Quang Trung đã mắc lỗi đá biên. Tranh cướp khá nhiệt. Một mình số 5 của Rực Rỡ cũng tạo ra được sự vất vả cho hàng thủ BIDV Quang Trung. Nỗ lực của tiền đạo Võ Tuấn Anh. Đức Đại. Bóng không qua Tuấn Đông Tâm. Những cơ hội thực sự ngon ăn vẫn chưa xuất hiện đến lúc này. Trận đấu vẫn đang có khá nhiều tình huống bóng chết và nó khiến tiết tấu hơi vụn một chút. Khá nguy hiểm. Nỗ lực vặn người dứt điểm của Tuấn Anh. Hai pha bóng đáng chú ý liên tiếp được số 5 tạo ra. Ở góc này thì đúng là không dễ chút nào để vặn được trái bóng vào khung thành. Thẩm Khánh Duy. Phong Sport. Phong Sport đôi khi vẫn có những khoảnh khắc như vậy. Vẫn giải rác xuất hiện những pha bóng mà hậu vệ này bị mất tập trung và xử lý lỗi. Phong Sport có nhiều tiềm năng nhưng sự tập trung xuyên suốt trận đấu luôn là vấn đề của số 18 BIDV Quang Trung. Quân Còn. Pha sục bóng rất bình tĩnh của thủ thành Ngọc Anh.
Làm tường hay. Hữu Tuấn xử lý rất khéo, cơ hội không được. Đã có cầu thủ rực rỡ kịp bọc lót. Pha xử lý trong không gian hẹp của Hữu Tuấn là thực sự đặc sắc. Thẩm Khánh Duy. Đây là Nhật Anh. Thế trận đang dần nghiêng về phía BIDV Quang Trung. Nhưng lúc này thì hàng công của họ đang hơi bí bài một chút. Đường chuyền khá tốt. Và đã có tình huống phạm lỗi của Rực Rỡ. BIDV Quang Trung đang chơi với đội hình gần như không có tiền đạo cố định. Liên tục là những pha sàng xoay và hoán đổi vị trí. Trên băng ghế dự bị ngày hôm nay thì họ vẫn có tiền đạo Trung Con hay Nam Cóc là những cái tên đáng chú ý. Tuấn Đồng Tâm không sút. Đây là khoảng trống. Vẫn bị che chắn bởi bức tường áo vàng. Lại lỗi tiếp rồi. Có lẽ Quân Con đang ở rất gần một tấm thẻ vàng rồi. Cầu thủ này chơi quyết liệt và cũng có lỗi cộng dồn trong ít phút vừa qua. Lại là tình huống đá phạt chính diện. Thẩm Khánh Duy lần này thì không bem luôn. Nhà về. Khoảng trống vẫn đang thực sự là thứ xa xỉ với các cầu thủ tấn công. Những nỗ lực đáng chú ý nhất của BID Quang Trung là các tình huống sút xa. Pha khống chế khá mượt của Phong Sport. Vẫn là Tuấn Anh. Ở phía trên thì Tuấn Anh chưa có nhiều sự tiếp ứng. Và dù có một vài pha xử lý có nét thì cũng chỉ dừng ở mức độ phảng phất. Hữu Tuấn lại trả về cho Thẩm Khánh Duy. Tuấn Đồng Tâm. Tuấn Đồng Tâm nào, động tác giả. Đây là cú đá vào bóng đi quá cao so với khung thành. BIDV Quang Trung đang tích cực sút xa. Nhìn chung thì tỷ số 0-0 là hợp lý với những gì đang diễn ra ở trên sân số 2.
Cả BIDV Quang Trung và Rực Rỡ đều giành chiến thắng ở loạt trận đầu tiên. Và màn đối đầu này đang cho chúng ta thấy sự cân bằng. Nhà về. Và tiếp tục là một nỗ lực dứt điểm từ vòng ngoài bị chặn lại. Tấm khiên Rực Rỡ vẫn đang tỏ ra đầy chắc chắn. Bên ngoài sân thì Nam Cóc sẽ có mặt. Nam Cóc thay thế vị trí của Nhật Anh. Một tiền đạo giàu kinh nghiệm sẽ có mặt trong đội hình của BIDV Quang Trung. Người đang bị đau bên phía Rực Rỡ là Văn Khỏe. Thời gian trôi qua được 25 phút nhưng có lẽ thời gian thực bóng lăn trên sân có lẽ chỉ khoảng 15. Đánh đầu. Cú chạm đầu của Nam Cóc. Có lẽ với Nam Cóc thì BIDV Quang Trung sẽ có một áp lực thường xuyên hơn ở trong vòng cấm đội bạn. Bên phía Rực Rỡ, Văn Khỏe đã được rút ra. Và số 9 Đậu Minh Thụ xuất hiện ở trên sân. Quá nhiều tình huống bóng cố định và bóng chết. Có vẻ như Tuấn Đồng Tâm đã khiến cho hậu vệ đội bạn bị đau trong một động tác tay che chắn của mình. Người bị đau là Chử Đức Đại. Lại là Tuấn Đồng Tâm. Không có khoảng trống để quay về phía khung thành. Và cắt bóng tốt của Thẩm Khánh Duy. Hữu Tuấn. Hữu Tuấn chạy khỏe vào bao sân liên tục. Thẩm Khánh Duy. Rực Rỡ vẫn liên tục có những pha đeo bám tốt. Thêm những điều chỉnh từ phía BIDV Quang Trung. Một cầu chuyên khác là Hoàng Anh Tuấn sẽ hiện diện ở trên sân. Bỏ vào,
Thẩm Khánh Duy. Tốc độ luân bóng của BIDV Quang Trung vẫn chưa đủ để khiến cho hàng thủ Rực Rỡ gặp khó khăn. Chưa đủ biến hóa và cũng chưa có những pha bóng thực sự đặc sắc. Nhưng đây là cơ hội chăng? Vừa nói xong thì ngay lập tức BIDV Quang Trung có một tình huống sắc nét và vẫn là Hữu Tuấn. Bộ chân xuất sắc của thủ thành Ngọc Anh đã cứu thua cho Rực Rỡ. Sẽ có 1 phút bù giờ trong hiệp 1. Pha phối hợp giữa Tuấn Đồng Tâm và Hữu Tuấn. Một nhịp về bóng rồi thả rất vừa của Tuấn Đồng Tâm. Nam Cóc không kịp. Tình huống phá bóng an toàn từ Trừ Đức Đại. Và hiệp 1 đã khép lại. Tỷ số là 0-0. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thời gian hiệp 2 để hy vọng được chứng kiến vào những diễn biến bùng nổ hơn. Hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát. Xin chào quý vị, chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa BIDV Quang Trung và FC Rực Rỡ trong khuôn khổ vòng 2 Hà Nội Serie B. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Những diễn biến nhìn chung là đang dành cho các khán giả yêu thích sự kiên nhẫn. Chưa có nhiều cơ hội đáng chú ý, tiết tấu khá chậm và vụn với nhiều pha bóng chết. Hai bên vẫn đang dành cho nhau rất nhiều sự tôn trọng. Vũ Tuấn Anh, cú dứt điểm còn quá hiền với thủ môn Nhật De Gea. Phát động khá nhanh. Nam Cóc. Tuấn Đồng Tâm. Sẽ có tình huống đá góc sau nỗ lực xoay sở của Nam Cóc. Trong hiệp 1 thì Nam Cóc vào sân từ ghế dự bị. Những phút có mặt trên sân ở khoảng 15 phút cuối thì số 10 cũng đã chơi khá hay. Lại một pha đánh chặn tốt của Trừ Đức Đại. Cơ hội cho BIDV Quang Trung đã trôi qua. Tình huống xử lý chật nhịp với đồng đội của Hữu Tuấn. Hoàng Tuấn Anh. Chính xác hơn là Hoàng Anh Tuấn. Đây cũng là một cầu chuyên trong đội hình của BIDV. Cú sút từ vạch giữa sân của Phong Sport. Tất nhiên là rất khó để hy vọng với những pha bóng như vậy. Trong hiệp 1 thì BIDV Quang Trung cũng sút xa rất nhiều, khi mà những nỗ lực tiến sâu vào phần sân của Rực Rỡ liên tục bị chặn lại.
sẽ có tình huống đá góc cho BIDV Quang Trung. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi một phút lóe sáng hoặc sai số nào đó để được chứng kiến bàn thắng. Nếu như có một đội vượt lên thì mọi thứ sẽ hấp dẫn hơn. Phản công, đường chuyền trúng lưng đồng đội, khá tốt, dứt điểm. Cú đá hơi nhẹ và cũng không chính xác của Hữu Tuấn. Hai cầu chuyền đã tìm thấy nhau, anh Tuấn và Hữu Tuấn. Xoay sở tốt này, vẫn là Nam Cốc, khá hay, dứt điểm vào. Thế bế tắc đã được khai thông, bàn thắng đến với BIDV Quang Trung. Bàn thắng có vẻ như thuộc về Hoàng Anh Tuấn. Pha đá bồi rất nhanh của số 28 BIDV Quang Trung. Công đầu chắc chắn phải là Nam Cốc. Tình huống bắt bóng của thủ thành Ngọc Anh đã bị ói ra, và anh Tuấn có mặt đúng lúc đúng chỗ để hứng lộc. Nút thắt được khai mở và cùng hy vọng trận đấu sẽ hấp dẫn hơn sau bàn thắng này. Những nỗ lực tấn công của BIDV Quang Trung đã được tường thượng. Tình huống mà cũng đã được hưởng lợi từ sai sót của thủ môn Ngọc Anh. Pha bóng lập bập và người gác đền bên phía Rực Rỡ hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Quá đơn giản với Tuấn Đông Tâm, nhưng cú phá bóng lại không gọn cho lắm. Sau đó thì hàng công Rực Rỡ cũng không làm gì được. Nỗ lực bất thành của tiền đạo Võ Tuấn Anh. Số 5 chơi rất cố gắng trên hàng công của Rực Rỡ, nhưng anh có quá ít sự chia lửa. Hãm bóng hay. Quân Con cũng là một cựu cầu thủ của BIDV Quang Trung. Rực Rỡ sẽ đưa ra sự điều chỉnh đầu tiên. Chính xác hơn là sự điều chỉnh đầu tiên trong hiệp 2. Hiệp 1 họ cũng đã thay một người. Hoàng Anh Vĩnh thay thế cho hậu vệ cũng đã chơi rất hay ngày hôm nay, đó là Chử Đức Đại. Pha xử lý quá mạo hiểm, cơ hội. Tuấn Anh hơi màu mè. Và cú sút sau đó thì cũng không qua được Thẩm Khánh Duy. Tuấn Anh đã hơi cầu toàn ở cơ hội của mình. Yep.
sẽ có quả đá biên cho BIDV Quang Trung. Ngày hôm nay thì bên phía BIDV Quang Trung chưa có sự xuất hiện của Hàn Mạnh Dũng, một cầu thủ cũng luôn có mặt gần như là trong mọi trận đấu của đội bóng Nhà Băng. Nam Cốc, và đỡ xoay khá mượt của số 10. Đúng là có Nam Cốc trên sân thì BIDV Quang Trung vận hành tốt hơn hẳn. Nhật được kia. Anh Tuấn. Rực rỡ tiếp tục thay người. Sẽ là sự xuất hiện của Hoàng Cường. Rõ ràng là đội hình của Rực rỡ thì chưa có quá nhiều cầu thủ quen mặt với các khán giả Phủi Hà Thành. Đội này là một đội cũng có tuyến trẻ và đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Tuấn Đồng Tâm. Đường chuyền dài chưa thành công nhưng đây là cơ hội. Đáng tiếc là Duy Bảnh không hãm lại trái bóng vừa rồi. Tình huống chơi có phần hơi sách vở quá. Nếu tự tin hãm ngực và dứt điểm thì có lẽ là ổn hơn. Vây bắt tốt và thủ môn Ngọc Anh đã phải phá bóng ra biên. Căng hàng. Không có cú dứt điểm ở tình huống băng cắt. 10 phút của hiệp 2 trôi qua. 1-0 cho BIDV Quang Trung với pha lập công của Hoàng Anh Tuấn. Thế bế tắc đã được khai thông. Và đội bóng Nhà Băng đang thuận lợi hướng tới chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Bên phía phần sân song song thì Tim Bé và Đại Từ đang có tỷ số hòa 2 đều. Một giải pháp xử lý có phần hơi công nghiệp quá từ cầu thủ bên phía BIDV Quang Trung. BIDV Quang Trung đang có nhiều hơn những pha vây bắt ở tầm cao và khiến cho thủ thành Ngọc Anh bắt đầu gặp khó khăn. Lỗi rồi, sẽ có một quả đá phạt ở rìa vòng cấm trách mạn phải cho đội bóng Nhà Băng. Nam Cốc vẫn có những pha bóng cho thấy sự khác biệt về kinh nghiệm của mình. Bên ngoài sân thì Trung Đầu To hay Trung Con là cái tên chuẩn bị hiện diện bên phía đội bóng áo trắng. Nhưng trước mắt thì họ sẽ có một cơ hội ngon ăn để hướng tới bàn thắng thứ hai. Tuấn Đồng Tâm bém ngay. Nhưng có tới 3 cầu thủ trước mặt số 24. Như vậy là Thẩm Khánh Duy sẽ nhường chỗ cho Trung Con. Một trận đấu mà Duy Bảnh cũng đã chơi rất năng nổ ở khu vực giữa sân. Giờ thì một cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn sẽ xuất hiện.
Pha bóng rất bình tĩnh. Cơ hội. Đáng tiếc là cú sút của Trung Còn lại trượt bóng. Một pha vuốt bóng sống đầy tham vọng của Trung Còn. Cho 10 người thì 9 người sẽ thực hiện tình huống đặt lòng. Nhưng Trung Còn thì quyết định dùng cái mu ngoài của mình. Khoảng nửa thời gian của hiệp 2 trôi qua, lợi thế đang nghiêng về phía BIDV Quang Trung. Lúc này thì Rực Rỡ cũng chưa thể có được sức ép về phía khung thành Nhật De Gea dù đang bị dẫn trước. Thả đáy. Và tiếp tục là lỗi của Rực Rỡ. Một pha phạm lỗi rất rõ ràng từ phía sau. Pha xử lý của Ngọc Anh trong hiệp 2 là hơi lập bập. Dù chơi rất tốt ở 30 phút đầu tiên, nhưng người gác đền của Rực Rỡ đang mất nhịp trong hiệp 2. Ngọc Lít sẽ có mặt. Ngọc Lít thay thế vị trí của Tuấn Đồng Tâm. Ngọc Lít cũng là một trong những cầu thủ đã đi cùng BIDV Quang Trung từ rất lâu. Trung Còn. Và qua người hay của Ngọc Lít. Rực Rỡ vẫn đang gầm khá đông quân số ở phần sân nhà. Tình huống nhiệt tình hơi thái quá của Hữu Tuấn. Đã có lỗi của Võ Anh Tuấn. Dường như có một cánh tay chưa được gọn cho lắm. Như vậy là sẽ có quả đá phạt cho Rực Rỡ. Một cơ hội hiếm hoi mà đội bóng áo vàng cần phải chắp chịu. Đánh đầu rất nguy hiểm. Pha bóng dàn xếp khá tốt của FC Rực Rỡ. Pha chạm đầu thuộc về Hoàng Văn Vĩnh, cái tên mới vào sân. Không có ai kèm Văn Vĩnh cả.
nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Nhật De Gea. Tiếp tục là một pha đóng gạch. Cú đá khá căng. Đội trưởng Tạ Văn Hữu đã đưa ra pha dứt điểm. Bóng đã thuộc về BIDV Quang Trung. Nhưng pha phối hợp chưa thành công. Nỗ lực làm tường là của Nam Cốc. Thời gian còn lại không nhiều, sẽ còn 10 phút thôi. Bàn thắng của Hoàng Anh Tuấn đang đem về lợi thế cho BIDV. Khá nguy hiểm, không có điểm chạm nào ở phía trong. Có vẻ như Võ Anh Tuấn đã rất gần bàn thắng rồi. Một pha thả đáy và hàng thủ của BIDV Quang Trung mất tập trung. Đúng là Võ Anh Tuấn đã không thể tiếp bóng. Vẫn còn bóng cho Rực Rỡ. Lại là pha phạm lỗi của số 5. Chờ rất nhiệt tình. Lại lập bập rồi. Dường như sai lầm dẫn tới bàn thua đang khiến cho Ngọc Anh bị tâm lý. Anh đã đưa ra một giải pháp là vẫy bóng an toàn, chịu quả phạt góc. Rực Rỡ đang rất cố gắng. Vì nói gì thì nói, cách biệt cũng chỉ là một bàn thôi. Thế trận không tốt, nhưng còn thời gian là còn hy vọng. Rẽ vào trung lộ rất hay, về gầm khéo dứt điểm, không vào. Pha xử lý chất lượng của số 89 Dương Quang Thắng. Quang Thắng rất khéo và giải pháp dứt điểm cũng là quái chiêu. Đá nằm ngoài sự phán đoán của Nhật De Gea nhưng bóng ra ngoài. Một tình huống mà có lẽ phải có thể. Đúng là như vậy. Pha kê chân rất nguy hiểm. Với BIDV Quang Trung thì nhiều khi các cầu thủ của họ không giữ được độ lạnh cần thiết. Khá nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì đã có bàn gỡ hòa. Thêm một pha dứt điểm.
Bóng cho BIDV Quang Trung. Hữu Tuấn hợp lý nhưng rất nhanh, rực rỡ đã áp sát lên bóng cho đội bóng áo vàng. Quan sát tốt nhưng tư thế khống chế là hơi khó. Tình huống leo biên của Đậu Minh Thụ, và trước đó thì có vẻ như Võ Tuấn Anh lại là tâm điểm. Tuấn Anh đã tiếp bóng rất gần rồi nhưng cú dứt điểm trúng chân thủ thành Nhật được kia. Có vẻ sau pha cản phá thì Nhật De Gea đang bị đau ở cổ chân. Những tình huống đỡ bóng căng như vậy thì cũng rất dễ bị lật cổ chân. Sẽ là quả góc cho FC Rực Rỡ khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Cột xa. Vẫn là sóng gió được tạo ra. Có hai cầu thủ Rực Rỡ nhập vào nhưng không ai dứt điểm được. Nam Cóc. Đường truyền lỗi của Nam Cóc. Cần hạn chế những sai số như vậy vào cuối trận. Va chạm rồi và sẽ có một quả đá phạt cho Rực Rỡ. Tình huống mất bóng nguy hiểm ở giữa sân của Nam Cóc đã mở ra cơ hội cho Rực Rỡ. Đã có một tấm thẻ vàng với Hữu Tuấn. Tình huống này thì có lẽ BIDV Quang Trung sẽ phải thiết lập rào 3. Rất nhiều giải pháp và lựa chọn. Làm gì nào? Mồi bóng vụt. Không được. Pha mồi vụt không thành công của FC Rực Rỡ. Cú dứt điểm đến từ Hoàng Cường. Khá hay, cơ hội không vào. Quá tiếc cho FC Rực Rỡ. Thời cơ trao cho Dương Quang Thắng. Và vừa rồi theo kinh nghiệm đọc khẩu hình thì có vẻ như anh đã nói tiếng Đan Mạch. Có khoảng trống rất lớn để Quang Thắng đưa ra pha kết thúc. Nhưng bóng đi vọt xả.
Lại là lỗi của BIDV Quang Trung. Đang có khá nhiều động tác thừa. Khoảng trống biên phải, bem. Nhưng vẫn có rất đông cái bóng áo trắng. Và liên tiếp là những pha bóng sát mà hai bên dành cho nhau. Về cuối trận thì có vẻ như một vài ân oán cá nhân cũng đang cần được giải quyết. Tấm thẻ vàng cho số 12 bên phía rực rỡ, đó là Hoàng Văn Tĩnh. Những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Đường bóng dài hay. Những sải chân của Phong Sport đã giúp anh can thiệp thành công. 3 phút bù giờ. Bóng chết khá nhiều và thời gian bù giờ lên tới con số 3. Rót ra cột xa. Không có ai. Và bóng cũng đi quá khó để có thể hy vọng cho một cú dứt điểm. Tình huống phạm lỗi ở giữa sân của BIDV Quang Trung. Và có thẻ vàng cho anh Tuấn. Chúng còn hướng về góc thôi, rất kinh nghiệm. Và rõ ràng là rực rỡ đang mất bình tĩnh rồi. Họ đã không giữ được cái đầu lạnh nữa. Và tấm thẻ vàng cho Hoàng Cường. Mọi thứ đang hướng thẳng về chiến thắng cho BIDV Quang Trung. Rất kinh nghiệm. Những phút bù giờ đang được BIDV Quang Trung nắm thật chắc. Lại là Trung Con. Lại là quả góc cho BIDV Quang Trung. Rực rỡ vẫn chưa thể có bóng mà tấn công. Hữu Tuấn. Sẽ lại là pha đá phạt cho BIDV. Với nhiều cầu thủ kinh nghiệm của mình thì BIDV Quang Trung biết cách để bóp nghẹt thời gian còn lại. Pha bóng rất quái của Hữu Tuấn. Còn cao thủ rực rỡ thì có lẽ cũng hiểu là mình không còn nhiều cơ hội.
Cú dứt điểm mang tính giải quyết tình huống. Những nỗ lực cuối cùng của Rực Rỡ, nhưng có lẽ là lực bất tòng tâm. Vẫn sẽ có một quả đá phạt. Thời gian bù giờ đã trôi quá rồi. Cắt bóng hay, lộn xộn trong vòng cấm. Liên tục là hỗn chiến và BIDV Quang Trung đã kiểm soát bóng. Và trận đấu khép lại ở đây. Chiến thắng 1-0 cho BIDV. Pha lập công duy nhất của Hoàng Anh Tuấn giúp cho đội bóng Nhà Băng có được 6 điểm trọn vẹn sau hai loạt trận đầu tiên. Và trận đấu giữa BIDV cùng với Rực Rỡ cũng đã khép lại buổi chiều của Hà Nội Serie B. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi và hẹn gặp lại vào tuần sau với những diễn biến của vòng 3.